Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông. Cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, mưa tập trung vào thời gian chiều tối và đêm. Có khả năng cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt trên khu vực vùng núi. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, riêng khu Tây Bắc 20 đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 31 đến 34 độ C, phía Nam 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.